Tôi xin phép được kính chào tất cả quý khán giả thân thuộc, thân mến, nói chung là thân ha. Nào bây giờ thì thường muốn hỏi quý khán giả một câu này thôi. Thưa quý vị và quý khán giả thân mến, mọi người có còn nhớ bài thơ Bếp Lửa của Băng Việt hay không? Hình như tôi nhớ không nhầm thì cái bài thơ này được học vào năm lớp 9. Không biết quý khán giả của kênh có bạn nào đang học lớp 9? Rồi có ai đang học cấp 2 còn nhớ cái bài này không? Rồi có ai đã ra trường giống như Thưa còn nhớ cái bài Bếp Lửa này? Và ở trong bài thơ Bếp Lửa thì cái nhân vật chính đó là ai vậy mọi người? Đúng rồi, đó là người bà. Và đúng rồi, trong video này sẽ nói tới người bà của Thưa. Xin mời quý khán giả thân mến, xin mời tất cả quý vị và quý khán giả cùng theo dõi video. Tết năm 2023 của Thưa như thế nào? Phần cuối. Thưa quý khán giả thân mến, thời tiết ở Đắk Lắk, ở vùng Tây Nguyên bây giờ rất lạnh. Lạnh hơn so với năm ngoái. Mọi người biết không, Thưa phải mặc một chiếc áo ở bên trong, xong rồi là một chiếc áo len. Chiếc áo len thì đi đâu cũng phải mặc. Nếu mà có ai mà đã từng đi Đà Lạt á, Thưa còn nhớ cái hồi mà đi Đà Lạt á, Thưa phải mặc cái áo len này, tay phải mang bao tay, rồi chân cũng phải mang dớ. Dớ là tất đó, tại vì có vùng thì sẽ nói là tất, có vùng thì sẽ nói là dớ ha. Rồi cái cổ thì phải đeo khăn quàng cổ, cái khăn ấm á, chứ không phải khăn quàng đi học đâu ha. Rồi là nhất là vào buổi sáng thì khi mà nói chuyện á, cái miệng của mình thì nó cứ gọi là nó bốc khói như là cái tàu lửa vậy đó. Thì bây giờ cái thời tiết ở Tây Nguyên, ở Đắk Lắk, cụ thể hơn là ở quê của mình bây giờ thì nó y là như vậy rồi đó. Buổi sáng, buổi tối và ban đêm, rồi là ban ngày đều như nhau. Mà tính ra thì cái ban đêm nó lạnh hơn, nhưng mà cái lạnh á lại đem cho mình một cái giấc ngủ rất là ngon. Mình ngủ kiểu là không có muốn dậy luôn á. Thưa nghĩ là chắc chắn ai ai cũng không còn ngỡ ngàng khi mà thấy cái mà Thưa đang cầm trên tay, cái củ quả đấy, cái củ quả mà Thưa đang gọt á, xong rồi là mấy cái quả vàng vàng á. Thưa nghĩ là tất cả mọi người đều đã biết cái này là cái gì rồi, đúng không? Dành cho những ai mà chưa biết á, thì đó là cái khoai. Cái này là cái khoai lang. Và cái vàng vàng đó là cái quả chuối. Mọi người thử đoán xem là cắt cái quả chuối lát thành từng miếng ra như vậy, rồi là gọt vỏ khoai lang, thì mình sẽ làm gì? Thì có lẽ là đã có một số trong chúng ta đã đoán được là mình sẽ chuẩn bị làm gì. Nào,
một chiếc chảo đầy dầu thì dùng để làm gì? Đúng rồi, tất nhiên là để chiên rồi. Khoai lang xé ra, cắt ra từng mỏng nhỏ, rồi là ánh chuối, cái quả chuối cũng vậy, mình cắt ra từng lát mỏng. Ở ngoài quán thì người ta sẽ ém nó bẹp lại để cho cái bánh nó to ra. Còn đây thì ở nhà làm đó, nhà làm, nhà ăn luôn, nên là không cần phải ém bẹp đâu. Hãy chỉ cần lấy cái miếng lát chuối đó nhúng vào bột xong rồi đem ra chiên thôi. Đó, khi nào mà nó chín rồi á thì nhấc lên để vào hai cái thanh tre đó, hai cái thanh tre trên nồi đó. Xong rồi là để cho nó nhỏ cái dầu, nhỏ cái dầu xuống nồi cho nó bớt dầu đi. Đó, xong rồi bỏ ra rổ. Thế là mình ăn được rồi. Đúng vào cái bữa tối hôm đó thì có một bữa tiệc đám cưới. Đúng ra thì cái buổi tổ chức đám cưới chính thức á là sẽ vào buổi sáng. Tức là tối bây giờ á thì sẽ là một cái buổi nhạc thánh ca. Mọi người sẽ cùng hát tôn vinh Chúa rồi ăn uống. Và bắt đầu từ ngày mai của cái bữa tiệc đó thì mới chính thức là cái ngày đám cưới của cô dâu và chú rể. Thì bắt đầu tới cái buổi sáng ngày mai á thì ngoài thì tổ chức hôn lễ nè, đó, cô dâu và chú rể, rồi là hai bên gia đình, rồi là ở đây thì có dàn nhạc thì mọi người sẽ đăng ký hát, rồi hát giao lưu, và đặc biệt là hát ngợi khen Chúa nha. Tại vì đây là bữa tiệc hôn lễ gọi là tiệc ngọt. Tại sao lại gọi là tiệc ngọt? Tại vì là đãi nước ngọt. Tất cả mọi người đều uống nước ngọt hết, bàn nào cũng chưng nước ngọt hết. Không có bằng nào có bia, không có bằng nào có rượu cả. Đó, cho nên nó gọi là tiệc ngọt. Và tiệc ngọt thường thường và mình thấy nhiều nhất các tiệc ngọt được tổ chức là gia đình đó có tin Chúa, gia đình đó tổ chức tiệc cưới nhạc thánh thì sẽ có tiệc ngọt. Người AD mình á thì sẽ có hai buổi như vậy. Buổi tối là buổi hòa nhạc, hát giao lưu và có ăn uống. Và tất nhiên thì trong cái bữa tiệc này thì cô dâu và chú rể cũng có lên hát luôn. Chỉ khác là hôm nay chưa có mặc áo cưới thôi. Đó, bắt đầu tới ngày mai thì mới mặc áo cưới. Và mình đoán là chắc ngày mai cô dâu và chú rể cũng sẽ nhưng như kiểu là từ ngoài rồi bước vào lên cái sân khấu á thì cô dâu và chú rể cũng sẽ hát một bài nào đó. Cái trò chơi hình bóng trên tường là một cái trò chơi dân gian của dân tộc Việt Nam chúng ta, có phải không? Thì cái trò chơi này á, cái hồi nhỏ mình cực kỳ thích, mình rất là thích luôn. Và mấy đứa em của mình bây giờ thì nó cũng rất là thích cái trò chơi này.
Mình vốn dĩ có cái tính tinh nghịch từ hồi nhỏ, và mấy đứa em của mình bây giờ cũng rất rất là tinh nghịch, nghịch hơn cả mình nữa. Sau một giấc ngủ dài, mình tạm xa căn nhà để đi lên rẫy, để được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên. Lại một đêm nữa trôi qua, mình lại tiếp tục đi đến một địa điểm mới. Nơi đó toàn những là hoa, đầy nắng và gió. Đầy những tiếng mời gọi. Mọi thứ hoàn toàn mới lạ. Mỗi thứ cho mình những cảm xúc riêng. Các bạn có thường nghe một cái câu nói là giấc mơ chỉ là giấc mơ, và giấc mơ thì không thể nào mà trở thành hiện thực được. Nhưng mà cũng có người sẽ nói là giấc mơ thì cũng có thể trở thành hiện thực được. Vâng, và đúng ngay lúc này thì giấc mơ là có thật ngay ở trước mắt. Có lẽ là tất cả các bạn đang rất là bối rối khi mà mình nói tới cái chủ đề đó là giấc mơ là có thật và giấc mơ là không có thật. Hai cái vấn đề nó hơi nhức nhối ấy, đúng không các bạn? Nào, và ý mà mình muốn nói ở đây đó chính là giấc mơ là có thật. Đó chính là một khu du lịch rất là nổi tiếng ở Quảng Phú, Chư Mờ Ga. Các bạn, hôm nay là ngày mà mình sẽ trở về Tây Ninh và quay lại đó và làm việc. Hello các bạn, mình đang ở Buôn Ma Thuột các bạn nha, thuộc Buôn Chim Lim. Mình sẽ chuẩn bị đi về để thăm mẹ trước khi mà đi về Tây Ninh. Đây là ở Buôn Cao nha các bạn, vẫn ở Buôn Ma Thuột, vẫn ở xã Cao luôn. Sẽ không còn những ngày mà mình nịnh nọt, bởi vì chỉ khi được ở nhà với bố mẹ mình mới có thể nịnh nọt đủ kiểu thôi. Sẽ không còn những ngày thức dậy muộn nữa, cũng sẽ không còn những ngày mà ngủ nướng, cũng không còn những ngày mà được ăn những món mà mẹ nấu. Và khi xa quê rồi thì sẽ lại trở thành một người trưởng thành, dù là vất vả đến mấy, dù là khó khăn đến mấy,
vẫn phải gượng dậy. Cho dù có vấp ngã, cũng phải tự đứng lên. Cho dù có đánh mất hy vọng, nhưng cũng phải giữ cho mình một cái niềm hy vọng là Tết năm sau nhất định con phải về. Tết này con sẽ về, dẫu ở đâu con cũng sẽ về. Về đem hết chuyện kể ba nghe, đêm sau thừa bố bế với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé. Mới con hiểu Tết với mẹ là chỉ khi thấy con được quay trở về. Và bây giờ thì mình đang dừng chân tại một nơi mà mình không biết tên. Có lẽ ở đây là mình vừa mới đi qua Gia Nghĩa thôi. Ở đây thì có một cái hồ nó rất là đẹp các bạn ạ. Mình sẽ đi tiếp và ăn trưa thôi. Các bạn ơi, đây là một bãi đất trống, trống cực kỳ rộng luôn. Bên kia là mặt trời các bạn, mặt trời đang xuống, mình đang sắp được đón hoàng hôn xuống rồi các bạn ơi. Mình không biết đây là đâu nữa, nhưng mà đúng rồi các bạn, mình đang ở Bình Phước rồi, Bình Phước với lại ở quê của mình á, ở Đắk Lắk á, thì cái nhiệt độ nó hoàn toàn khác nhau luôn. Ở dưới quê của mình thì mình phải mặc tới hai cái áo khoác lận. Tới đây thì mình không còn cần mặc áo khoác nữa. Mình mặc một chiếc áo khoác thôi mà mồ hôi cũng chảy cả. Thôi à, cùng theo chân mình đi khám phá tiếp các bạn nhá. Lời nói đầu tiên, cho tôi xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị, tất cả quý khán giả đã dành thời gian thật quý báu của mọi người để xem video này. Nếu mọi người thấy video này hay thì đừng quên nhấn vào nút like ở dưới video này. Mọi người cũng có thể bình luận, góp ý hoặc là bình luận ý kiến của mọi người đối với video này ở dưới phần bình luận của video này. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng video của chúng ta là vào lúc 7 giờ tối thứ 7 hàng tuần trên channel Y Thưa Vlog nha.
Và để không bỏ lỡ những thông báo nào ở trên channel này thì hãy nhấn vào nút đăng ký kênh mọi người nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.